Hoa hậu bị bố mẹ từ mặt vì đóng phim nóng xinh đẹp, viên mãn ở tuổi 53. Ông Hồng từng là mỹ nhân xinh đẹp, nổi tiếng của màn ảnh Hồng Kông thập niên 80 đến 90. Cô đến với điện ảnh sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu châu Á do đài ATV Hồng Kông tổ chức. Ông Hồng, sinh năm 1968, xuất thân từ một gia đình gia giáo, có bố mẹ là công chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ bé, cô đã được bố mẹ cho theo học múa và ước mơ lớn lên trở thành nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. Năm 20 tuổi, cô tham gia nhiều cuộc thi nghệ thuật và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất. Vẻ đẹp ngọt ngào, thân hình quyến rũ cùng năng khiếu nghệ thuật giúp cô xuất sắc giành được chiếc vương miện hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1989 và chính thức bước chân vào làng giải trí. Cùng thời với ông Hồng còn có nhiều người đẹp nức tiếng của làng giải trí Hồng Kông như Trương Mạn Ngọc, Vương Tổ Hiền, Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm. Do vậy, cô chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đồng nghiệp, quyết tâm bứt phá và có lối đi riêng. Ông Hồng chuyển hướng sang đóng phim nóng, chấp nhận khoe da thịt trên màn ảnh để được chú ý. Quyết định của ông Hồng không được bố mẹ chấp nhận, cô bị ông bà từ mặt vì những cảnh phim 18 cộng. Từ những năm cuối thập niên 90, dòng phim nóng của màn ảnh Hồng Kông dần giảm nhiệt và ông Hồng không còn nổi tiếng. Cô buộc phải quay lại đóng phim truyền hình. Cô đầu quân cho TVB Hồng Kông và tham gia một số dự án như Càn Long Đại Đế, Tứ Đại Tài Tử, Trạng Sư Tống Thế Kiệt, Túy Quyền 2, Phật Sống Tế Công, Đại Đường Song Long Truyện. Tuy nhiên, cái bóng đóng phim nóng quá lớn khiến các vai diễn sau này của ông Hồng trở nên mờ nhạt. Nhìn lại quyết định tuổi trẻ, nữ diễn viên xinh đẹp thú nhận, khi đó còn trẻ, suy nghĩ ngây thơ và đơn giản quá đỗi, tôi chỉ nghĩ đến những điều trước mắt. Việc đóng phim nóng cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và chuyện tình cảm của cô. Đường tình duyên của ông Hồng không thuận lợi. Mối tình đầu của cô là với một người đàn ông Nhật Bản nhưng cặp đôi chia tay không lâu sau khi hò hẹn. Sau đó, cô gặp gỡ và hẹn hò với doanh nhân người Mỹ gốc Hoa, Ngũ Vĩ Kiện. Năm 2003, ông Hồng quyết định kết hôn với doanh nhân họ Ngũ nhưng cuộc sống hôn nhân của cô lại không ngọt ngào như mong đợi. Có thông tin cho rằng, cựu Hoa hậu châu Á không được nhà chồng tôn trọng vì quá khứ đóng phim nóng. Doanh nhân Ngũ Vĩ Kiện cũng không tôn trọng và nâng niu vợ. Chỉ 3 năm sau khi chung sống, họ chia tay vì Ngũ Vĩ Kiện lỡ say mê một bóng hồng khác. Dù ông Hồng nỗ lực cứu vớt hôn nhân nhưng không thành công. Cuối cùng, cô chấp nhận ký vào đơn ly hôn, ra đi tay trắng, không nhận được một đồng nào từ chồng cũ. Năm 2007, ông Hồng tham gia một cuộc thi khiêu vũ tại Thượng Hải, Trung Quốc và quen một huấn luyện viên thể hình tên Lưu Quán Đình. Anh kém ông Hồng 2 tuổi, cặp đôi nhanh chóng phải lòng nhau sau vài lần hợp tác, trò chuyện. Ông Hồng khẳng định, Lưu Quán Đình đã giúp cô quên đi quá khứ buồn đau, tin tưởng gây dựng lại cuộc sống gia đình khi đã ngoài 40 tuổi. Lưu Quán Đình cũng tuyên bố sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho ông Hồng. Lưu Quán Đình hiện là một doanh nhân, cặp đôi không tổ chức hôn lễ nhưng đã ở bên nhau gần 15 năm và có một cô con gái chung, đặt tên là Crystal. Sau khi tái hôn, ông Hồng chủ động rút lui khỏi làng giải trí, dành thời gian chăm sóc gia đình. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động phúc lợi, xã hội, chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Ông Hồng thừa nhận, cô đang rất hạnh phúc với tổ ấm nhỏ. Tháng 4 năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, ông Hồng đã chia sẻ hình ảnh mới nhất của gia đình trên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn ông xã. Nữ diễn viên 53 tuổi cho biết, chính tình yêu của Lưu Quán Đình đã giúp cô tìm lại niềm tin vào hôn nhân, tình yêu sau cuộc hôn nhân đầu tiên đau khổ. Hai năm qua, Lưu Quán Đình và con gái ở Hồng Kông trong khi ông Hồng sống tại Đại Lục. Đầu năm 2022, gia đình ông Hồng mới được đoàn tụ. Giờ đây hạnh phúc lớn nhất của tôi là được sống bên người thương hết nửa phần đời còn lại, được làm những việc mình thích, điều mình muốn, nữ diễn viên cho biết. Ngoài việc chăm sóc gia đình, thực hiện các hoạt động xã hội ý nghĩa, ông Hồng còn dành thời gian chăm sóc bản thân. Cô thường đăng tải hình ảnh năng động, trẻ trung trong phòng tập trên trang cá nhân. Dù đã ở tuổi U60, cựu hoa hậu vẫn có vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ hình ảnh bên chồng con hoặc hình chụp tạp chí, tham dự sự kiện. Nữ diễn viên được khen tràn đầy sức sống, sở hữu ngoại hình quyến rũ và luôn suy nghĩ tích cực. Không nên để tâm quá mức tới những lời nhận xét bên ngoài. Quan trọng là bạn sống cho chính mình và cho hiện tại. Nữ diễn viên chia sẻ về quan điểm sống. Khi được hỏi liệu có ủng hộ việc con gái tham gia các cuộc thi nhan sắc hay gia nhập giới giải trí hay không, ông Hồng cho biết, cô sẽ ủng hộ con gái nếu cô bé thực sự muốn thử sức. Crystal Lưu, con gái ông Hồng hiện 15 tuổi, sở hữu chiều cao 1,7m và được khen như bản sao của mẹ thời trẻ. Cô bé đang học trung học tại trường tư thục với mức học phí đắt đỏ. Theo nhận xét của bạn bè, cô bé Crystal rất vui vẻ, hướng ngoại, giỏi ngoại ngữ và biết chơi nhiều loại nhạc cụ. Nhân ngày của mẹ năm 2022 mới đây, Crystal viết trên trang cá nhân, cảm ơn mẹ vì những gì đã làm cho con. Dù bận rộn công việc, mẹ luôn lắng nghe và ở bên con khi cần. Một người mẹ đáng yêu, người bạn tốt nhất của con. Con mong mẹ trẻ mãi để chúng ta cùng đi mua sắm, chăm sóc sắc đẹp, chia sẻ đồ ăn và mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày. Con yêu mẹ nhiều.